Hello, hello, hello. Hello. Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là 11:39 phút tối của ngày thứ sáu, 1 tây tháng 9 năm 2023. Mạnh Quỳnh đang ngồi ở trong cái phòng chờ của hãng Delta Airlines để mình Quỳnh bay chuyến bay đêm qua Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, để ngày mai mình Quỳnh hát một cái chương trình lễ Vu Lan cho chùa, cho tu viện Minh Đăng Quang, tịnh xá Minh Đăng Quang. Và ngày chủ nhật mình Quỳnh sẽ bay qua bên Biloxi, Gulfport, Biloxi, tiểu bang Mississippi để hát một chương trình ca nhạc tại sông bài IP. Mình mới biết là hôm nay là bên là ngày mà hai tây, bên Việt Nam và bên đây là bên Mỹ là tối một tây, thì cuối tuần này thì quý vị được nghỉ lễ, cho nên mình lâu lắm không có lên livestream, tại vì bận bịu với công việc nhà, lo cho mấy đứa nhỏ đi chơi rồi đó, vừa đi show nữa, cho nên mình Quỳnh rất là bận, không có dịp để livestream cũng như hát tặng quý vị như những lần trước. Thì mình Quỳnh sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những ngày sắp tới nha. Thì tiện đây thì mình kính chúc tất cả quý vị khán thính giả khắp mọi nơi, đặc biệt ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ, có một cuối tuần thật là đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta, nghỉ lễ thật là vui vẻ, an toàn nha quý vị. Mình sẽ bay chuyến 12:40 sáng, của 12:40 sáng là coi như là đã qua ngày hai tây rồi, qua ngày thứ bảy của ngày hôm sau rồi, còn bây giờ thì mới có 11:41 phút thôi. Mạnh Quỳnh xin hẹn tất cả quý vị khán thính giả tại Việt Nam vào tháng 10 nha quý vị. Thì tháng 10 Mạnh Quỳnh sẽ có một cái show diễn lớn tại đại nhạc hội lớn tại Hà Nội vào ngày 20 tây, chương trình đêm tình nhân số 3, người tình chứ, người tình số 3, người tình. Và Mạnh Quỳnh có làm một vài cái show nhỏ, những cái chương trình nhỏ tại các phòng trà Đồng Dao cũng như Sky Lounge ở ngoài Hà Nội, để dành riêng cho những khán thính giả mà yêu thích tiếng hát Mạnh Quỳnh. Và đặc biệt lần này thì Mạnh Quỳnh sẽ dành một số một đêm diễn riêng cho Mạnh Quỳnh, để hát trọn vẹn những ca khúc mà quý vị đã yêu thích trong suốt gần 30 năm ca hát của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh sẽ lựa chọn rất là nhiều bài hát nổi tiếng và bài hát ngày xưa mà mình đã thu âm rồi, thì sẽ hát và cống hiến cho quý vị nghe. Đợt này thì thể theo lời yêu cầu của một số quý vị khán giả rất là đông, là muốn thưởng thức trọn vẹn những ca cơ những cái bài hát của mình, riêng mình Quỳnh thôi, cho nên mình Quỳnh sẽ cố gắng. Đợt này về thì không có kết hợp với lại đàn gà con và cũng không có chương trình khách mời, những cái live, những cái show nhỏ của Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh không có mời khách mời, và sẽ hát trọn vẹn cho quý vị từ 20 đến 25 ca khúc mà quý vị yêu thích trong thời gian qua, và mình sẽ lựa chọn thật là hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Cái lao này nó cũng, cái phòng chờ nó cũng sắp đóng cửa rồi, 12 giờ thì Mạnh Quỳnh cũng chỉ có đôi lời như thế thôi. Và trong thời gian thì sắp tới thì để thư thả chút xíu, mấy đứa nhỏ nó đi học rồi. Rồi công việc của Mạnh Quỳnh ổn định lại chút xíu thì Mạnh Quỳnh sẽ livestream tại phòng thu của Mạnh Quỳnh để hát cũng như là giao lưu cùng các quý vị thính giả. Và trong thời gian sắp tới thì Mạnh Quỳnh cũng có một số dự án và làm những sáng tác mới của Mạnh Quỳnh rất là đa dạng và phong phú, để tặng cho tất cả quý vị thính giả yêu tiếng hát của Mạnh Quỳnh cũng như là ủng hộ Mạnh Quỳnh trong suốt gần 30 năm qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Bây giờ thì Mạnh Quỳnh cũng xin chia tay cùng tất cả quý vị khán giả. Nghỉ lễ an toàn và vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lần livestream lần sau. Mạnh Quỳnh xin nhắc lại là bây giờ Mạnh Quỳnh đang bay, chuẩn bị bay qua
bên sân bay Philadelphia và Mạnh Quỳnh sẽ về hát ở cho tỉnh xã Minh Đăng Quang vào ngày mai thứ bảy, một tay hai tay tháng 9 và sáng ba tay thì Mạnh Quỳnh bay qua bên Cobalt Galaxy để hát cho quý vị khán giả ở Mississippi tiểu bang Mississippi xem cùng với anh chị em các nghệ sĩ trong một chương trình dạ vũ cũng rất là đặc sắc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi livestream thật là ngắn ngủi của Mạnh Quỳnh nha. Bây giờ Mạnh Quỳnh chia tay nha. Mạnh Quỳnh biết là hơi livestream hơi đột xuất cho nên quý vị chưa có chuẩn bị được. Với lại hôm nay là ngày lễ, quý vị cũng đi chơi và cũng làm một số công việc riêng gia đình. Cho nên Mạnh Quỳnh chỉ dành 5 phút ngắn ngủi để chúc mừng, chúc lễ cho quý vị khán giả nha. Bây giờ mình chia tay nha, bye.